Nhưng mà nhìn thằng kia ra đánh con Kennen này để làm tôi nhớ tới cái đợt đó là tôi với kia ra, tức là đợt mà tôi qua game tôi làm đại khái là làm trong công tác huấn luyện á. Đợt đó thì tôi nói kia ra là con Kennen là một con tướng đi top lúc nào cũng có thể móc ra xài được. Thì kia ra nó nói là cái đó em biết rồi mà anh mới nói làm chi. Tôi mới nói biến cặt solo không nhóc. Kia ra nó kiểu nói sao anh lớn mà anh kỳ vậy, cái mới mới kêu xin lỗi anh hơi nóng tính. Em nói kia vậy ok anh em, nếu mà em cảm thấy mình em hay thì anh em mình solo dài dáng chơi với vui đó. Tôi với kia ra làm suốt cái đêm đó ngàn nguyên cái team gam bu lại coi tụi tôi solo. Tôi với kia ra đánh đúng 20 trận Kennen, tôi thắng kia ra 19-0. Tới cái trận cuối cùng á là tôi đánh thằng kia ra còn một hit, tôi đánh kia ra còn một hit. Nhưng mà bây giờ mình đụng mấy suốt đêm mình đánh 20-0 thì hồn em nó ngủ cái gì. Nên thôi giả bộ mấy cái skill định hướng cuối cuối á, mình giả bộ mình hụt hụt tí hai cái quy cuối mất quy cố tình hụt thiệt. Cảm ơn Thanh nha Thanh, cho kia ra nó thắng lại là cho nên tỷ số chung cuộc là 19-1, chả mang được. Ok, và trong cái buổi livestream ngày hôm qua mình đã nói với các bạn là mình với kia ra từng solo Kennen đúng chưa, và mình đã thắng kia ra xích sao là 19-1. Vậy ngày hôm nay là nói có sách mách có chứng đàng hoàng, kênh mình là kênh uy tín mà. Bây giờ kia ra nói đi, xác nhận cho các bạn là cái kèo solo của tụi mình là có hay không và kết quả như thế nào. Kết quả thuộc về nói chung là cũng ao trình đến từ anh mất đó. Đó, nhờ con cây đen có mod mà mình mới có được cái con cây đen. Đó, đó, bây giờ uy tín chưa, uy tín chưa? Tôi làm chứng, tôi làm chứng. Các anh cho mất 19 lần luôn anh em. Tôi làm chứng. Thôi, bữa đó chưa có mày đi quá. Bữa đó chưa có mày. Rồi, video kết thúc tại đây và uy tín nha, uy tín rõ ràng nha. Dạ.